giữ. Mình mà mất là mình không cãi nhau được với nó đâu. Thế mình phải giữ lại cái hóa đơn đó. Và nó cảnh sát đấy, bây giờ mình mà không đóng thuế đường, nó không cần phải nhìn vào cái giấy đấy nữa, nó chỉ chạy ngang xe qua xe mình là nó biết mình chưa đóng thuế đường thôi các bạn nhé. Đó là một cái tự động, một cái gì cũng tự động, gọi là nó ở đây nó chỉ ngồi nó chõm để xem mình sơ hở cái gì để nó phạt thôi đó. Mà tiền nó từ đâu ra, cái chính phủ nó giàu, là giàu ở những cái chỗ đó nữa, nó phải phạt nó lên xà xem những cái bọn mà cảnh sát nó đi bắt người á, nó khi nó nhìn thấy thằng nào á vượt đèn xanh đèn đỏ hay là chạy xe nhanh, cái mắt nó sáng ngời lên, nó như nó vớ được vàng á. Là nó đuổi theo. Từ thiện phải xin phép, đúng rồi, ở đây nó là như vậy chứ không phải là đơn giản như là mọi người nghĩ là mình có lòng tốt là mình đưa ra. Tại vì ở đây á, cái luật pháp nó kinh lắm, cái gì nó động vào mà nó phải có luật pháp rồi. Tại vì mình nói đi nói lại mình phải phân tích ra như thế này. Bây giờ các bạn có một cái trường hợp là ok, mình có một nồi cơm, mình muốn mang ra ngoài kia mình cho người ta ăn, đúng không? Bây giờ chẳng may người ta có bị bệnh gì thì bây giờ đi đi nói với ai, đúng không? Nhưng bây giờ đổ cho ai bây giờ? Chẳng hạn như cái nồi cơm nó thối nó thiêu hay là nó có cái chất độc gì ở trong cái nồi cơm đấy. Ôi, sorry, cái này nó cứ bị từ từ nhá. Thì bây giờ nó cứ để lấy sao lấy cái gì kê okay, nó lên đây. Tại vì cái này nó không có dính nữa rồi. Sorry. Thì bây giờ ví dụ như là mình mà cho người người ta ăn rồi, chẳng may có bệnh có tật hay là có một cái chất độc gì đó rồi, rồi bây giờ chửi ai tìm ai, cho nên nó phải cái an ninh nó phải đâu vào đó thì người ta phải xin phép là tôi là một cái hội này, tôi là cái người này, tôi cho cái người này ăn, cho những người này những cái này những cái này, đúng không? Thế bây giờ cứ lấy cái tùm lum á, đi nhập ở Trung Quốc hay là Trung Quốc ngay sát ngay ngay nách Việt Nam á, ví dụ như vậy, hay là có những cái đồ cái hàng gì nó tuồn sang rồi nó cứ đưa vào trong đấy, rồi lúc đấy làm sao mình không có biết cái nguồn gốc của những cái đó của người nào đưa ra, mình phải nắm chắc chứ. Ở nước nào làm từ thiện mà chẳng phải xin phép, ở Việt Nam chỉ có lũ ba que chọn chọn cố tình ngu như vậy, đúng rồi. Cho nên nó cái bọn hải ngoại nó chỉ bắt nạt người Việt Nam thôi chứ nó bắt nạt được ai, đúng không? Nó đâu có dám lên đây để nói chuyện với Lisa đâu, bố đố thằng chó chết nào lên đây đấy. Suốt ngày cái gì nhỉ, có cái bài hát quốc ca của chúng nó gì, thà chết cho quê hương rồi các con mẹ gì đó. Nó giỏi chống cộng đó. Con cộng sản Việt Cộng nó ngồi lù lù đây mà không có đứa nào dám nói chuyện với nó. Bên Việt Nam tụi dân chủ cuội cố tình lợi dụng từ thiện để tạo sơ hở hoạt động chống phá, chính xác là như vậy. Đó là lý do để mà chính quyền là phải thẳng tay với cái bọn đó. Nó cứ ví dụ như là nó cứ gửi về một
100-200 đô đúng không? Đi ra mua bao nhiêu thứ đồ 100-200 đô hay là 1.000 đô ở bên này đi, gửi về Việt Nam rất là nhiều, mua được nhiều thứ linh tinh, mấy cái thứ vớ vớ vẩn vẩn, đôi dép bao nhiêu sen tính ra đúng không? Xong rồi nó phát cho người ta, xong nó quay clip nó đưa lên, xong rồi chính quyền đến thì bắt đầu nó gào ầm lên, nó năn đùng ngãn ngửa ra, nó bảo úi trời ơi chúng tôi làm từ thiện này kia các thứ, nó ngu như lũ chó. Bây giờ mày làm từ thiện thì ok, mày là ai, mày làm nghề gì đúng không, rồi mày lấy tiền đâu ra, những người nào hợp tác với mày, đó là cái lý do người ta phải tìm hiểu chứ. Nó dễ lắm, những cái người ở Việt Nam á, làm phản động á, ngu lắm, phải suy nghĩ hiểu không. Bây giờ làm như tùm lum tùm ba và làm những cái trò như thế, mình có phải là cái người giàu có không, mình mang ra để mình từ thiện không đúng không, mình lấy những cái thứ từ thiện này từ đâu ra để mình cho người ta, cái gì nó cũng phải có cái lý luận chứ. Đức trừng phạt kinh tế Việt Nam 1 tỷ US cho VinFast đúng như ba sọc tuyên truyền, phải tuyên dương Trịnh Xuân Thanh. Cái bọn ngu ấy mà nó lên đây nó đâu có biết cái gì về luật pháp đâu, nó cứ lên đây nó cứ nói theo cái giọng như là cái kiểu như là chợ búa ấy, các bạn hiểu không? Lý luận như kiểu chợ búa đó, chẳng có luật lại gì cả, chúng nó biết cái gì đâu, toàn cái thằng bố lão bố tét. Thì ngay như mỗi lần đi xà lên lên đi xà đều nói nè nè, cái mà chúng nó lừa đảo những cái người ở hải ngoại là gì, chúng nó bảo là ai mà chống lại là nó kiện vì cái tội là làm quấy rối cộng đồng này kia các thứ đấy. Đi xà quấy mấy chục năm nay rồi có thằng nào nó động mà mình không, chỉ được cái lừa đảo thôi, bố bọn chó chết. Bởi vậy đấy, mình ghét chúng nó là bởi vì cái lý do chúng nó vùng vẫy mấy chục năm nay rồi đúng không, mình không có cái cơ hội để mình chửi lại chúng nó. Bây giờ may là có cái những cái Facebook như thế này để mình nên mình nói để cho mọi người hiểu, chứ nếu mà không có những cái này thì làm sao mà mọi người hiểu được cái lũ chúng nó làm cái trò gì đâu. Không phải là nói riêng cho người Việt Nam mà chính những cái người đang sống, đang chống cộng ở đây này phải hiểu thế nào là luật pháp. Chào tất cả các bạn. Chào chị yêu, chào em. Chào tất cả các đồng chí và các bạn. Không có anh ba sọc đâu nhở? Vừa nãy có một anh vào chửi chửi chạy đâu mất rồi, chạy mất à, giỏi thì lên đây xem nào, khổ thân bà con bên đấy thế. Họ không phản ứng lại hả chị? Họ cái thứ nhất là những cái người người ta vào trong cái cộng đồng người ta sinh hoạt á, thì Việt Nam mình có cái tập là hay a-dua mà. Nó nói như này hay 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 có lý, thế là chống cộng, thấy nó chống cộng thì mình cũng phải chống cộng. Thế mấy cái thằng to kia thì nó làm lên cái trò chống cộng thôi, những cái thằng bé thì cũng a dua theo đúng không, chứ nó đâu có phải là nó nói là bên này sướng hơn Việt Nam đúng không hả, thì nó được sang đây nó sướng bỏ mẹ nó rồi, nó còn 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 thù cái gì cộng sản nữa đúng không. Nó đâu có phải là cái người bị này kia các thứ đâu, nó phải nhờ cộng sản nó mới được sang đây chứ, cộng sản không vào Việt Nam thì nó đâu có được sang đây, đứa nào nó cho nó sang đây. Cho nên nó mình sang đây, mình được sang đây mình cũng cảm ơn cộng sản chứ không phải cảm ơn lũ chúng nó. Chúng nó làm gì có cái đủ cái tư cách gì mà để cho mình sang đây, vì cộng sản vào Việt Nam cho nên là ở bên này á, nó phải bồi thường chiến tranh, nó đã tàn phá cái đất nước Việt Nam cho nên nó bồi thường chiến tranh cho Việt Nam, nó mới nhận cái những cái người tị nạn, những cái người Việt Nam vào trong này. Nhà Lý xã Ba Que không dám vào, nó đã từng cái thời gian mới đấy,
nó cũng đã từng tới rồi, nó tới nó chụp trộm mà, xong nó đưa lên, nó chụp cả số xe của Lisa nó đưa lên, xong bị Lisa giáo huấn cho im hết cả mõm rồi. Bố chúng nó ngu lắm cơ, khổ lắm, tại vì những cái người đấy người ta không có tội, tại vì người ta không hiểu, người ta không biết. Nhưng mà những cái thằng lãnh đạo cộng đồng á, những cái thằng đó mới là thằng khốn nạn, thằng lừa bịp, đúng không? Đúng không? Thằng thằng nào giỏi đi kiện tao đi, mà mẹ nhà mày. Tại sao chúng nó không nói cho người ta biết là cái luật pháp ở đây như thế nào? Chúng nó chỉ bơm vào đầu những cái người đó là nếu mà là cộng sản nằm vùng rồi cái gì lấy 5.000 chữ ký để đuổi nó về, rồi là gọi cảnh sát đi để trục xuất nó ra khỏi. Thế là người ta sợ, các bạn hiểu không? Người ta không dám chửi lại chúng nó, người ta nghĩ đó là sự thật. Nhưng mà sau cái vụ của Lisa, Lisa chửi chúng nó đấy, cho chúng nó biết, cho những cái người mà người ta chưa hiểu đấy, người ta hiểu rằng cái luật pháp ở đây không phải như vậy, đúng không? Chúng nó làm như thế là nó phạm vào cái luật ở đây. Ở đây đất nước này là quốc gia Úc chứ không phải quốc gia Việt Nam Cộng Hòa, ok? Nếu mà chúng mày là một quốc gia thì tao đến tao xin tị nạn đi, ok? Em chào chị. Chứ còn từ xưa đến nay Lisa không có nói là Lisa là người yêu nước này kia các thứ, không dám nói cái câu đấy, không dám nói, tại vì mình đâu có làm được cái gì cho Việt Nam đâu, mình đâu có dám nói mình yêu nước. Nhưng mà những cái gì mình nói ra đây chỉ là để cho mọi người sống ở bên hải ngoại này hiểu rằng mình là con người Việt Nam, thì mình đi đâu mình vẫn là người Việt Nam hết, không có ai nói mình là người Úc hết, đúng không? Trên giấy tờ ok mình là người Úc, nhưng mà thực tế bước chân ra ngoài kia người ta vẫn nói mình là Vietnamese, không có phải là người Úc, đúng không? Cho nên là mình có một cái đất nước Việt Nam kia, mình phải làm sao mình nói cho cái thế giới người ta nhìn mình có một cái nhà kia rõ ràng là như thế. Tại sao mình cứ 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 ganh ghét rồi chửi bới rồi tự mình lại làm xấu hổ cái mặt mình ra, đúng không? Cứ giương cái cờ ra làm như thế có phải ảnh hưởng đến con đến cháu của mình, chính con cháu của mình ở đây không? Những cái người lớn rồi, người già rồi phải hiểu được cho con cho cháu, vì con vì cháu đi. Tại sao cứ nhảy bổ bổ ra ở ngoài đường thế, xong rồi làm những cái trò trả ra cái con mẹ gì cả. Xong rồi chửi Việt Nam này kia. Đúng không các bạn? Thấy Lý Sàn nói là nói tại vì mình mấy chục năm nay mình sống ở đây, mình nhìn thấy cái những cái gì chúng nó làm, nó ô uế cho cái dân Việt Nam mà hải ngoại đấy rồi. Chúng nó làm được cái tích sự gì? Chúng nó nói là cộng sản thế này thế nọ thế chai. Nhưng thực tế chúng nó làm được cái gì ở bên này? Hả? Chúng nó nói chuyện đều mấy ai? Bây giờ ở Úc này nó đuổi, nó không cho cắm cờ lên nữa ở những cái chỗ public nữa, những cái chỗ giống như là cơ quan cơ sở ngày xưa nó còn cho, bây giờ nó chỉ cho một ngày thôi, nói van xin nó mãi nó mới cho được một ngày thôi, là cái ngày gì đấy, ngày gì của cái gì Cộng Hòa đấy, nó cho được mỗi một ngày như thế thôi đấy, khổ chưa. Chả ra cái mẹ gì cả, cứ làm như là mình hay lắm á. Sao nó cứ rụng xuống thôi bà con ơi. Tầm bậy tầm bạ suốt ngày chả ra làm sao cả, để cho người ta chửi cho, đúng không? Như cái thằng gì luật sư gì đấy, xong rồi nó nói là, nhưng mà cái thằng đấy Lisa thấy nó nói cũng đúng thôi, nhưng mà cái nó nói là người 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 di dân người 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 di dân Việt Nam sang đây cái cộng đồng Việt Nam không cần phải cảm ơn cái đất Úc này,
Nhưng mà cái câu sau của nó nói á, nó ngu rốt đi, là đất Úc phải cảm ơn những cái người tị nạn ở bên này. Thì cái câu đó Lê Xà không đồng ý, tại vì nó cho mình vào đây bởi vì á, nó phải bồi thường chiến tranh và cái Liên Hợp Quốc nó bắt chúng nó phải làm như vậy. Thì nhưng mà người ta cho mình vào đây, nhưng mà mình không cảm ơn họ bởi vì những cái nước này á, nó đã từng tàn phá cái dân Việt Nam, nó giết chóc rồi nó tàn phá rồi này kia các thứ, đúng không? Nó cũng có nhúng tay vào. Nhưng mà nó đâu cần phải cảm ơn cái bọn tệ nạn ở bên này đâu. Làm được cái con mẹ gì mà cảm ơn cho, phải cảm ơn nó. Ngày quốc nhục hả chị? Cái ngày gì mà, cái gì của Cộng Hòa đấy. Cái ngày cái gì 16, cái ngày bao nhiêu đó, đúng chất là phụ nữ Việt Nam trung hậu đảm đang, cảm ơn bạn. Không, nơi xả bên này, nơi xả thấy cái gì mình thấy cái gì ngang tai cháy mắt mình nói thôi. Cái thứ nhất là nói cho chính mình. Tại vì mình ở đây mấy chục năm rồi, mình không không có cơ hội để chửi nhau với chúng nó, để nói cho chúng nó biết. Thế thì bây giờ nhân cái có những cái mạng xã hội này thì mình nói ra, đây là nói chính cho bản thân mình trước. Cái thứ hai nữa là cho con cháu mình, tại vì con mình nó là người Việt Nam mà. Nó có cả một cái đất nước ở Việt Nam kia đang phát triển rất là mạnh rồi á. Chính những đứa trẻ ở đây nó rất tự hào. Tại vì nó cũng đâu có ưa gì dân Mỹ đâu. Dân Úc này nó cũng không ưa gì dân Mỹ cả. Cho nên những cái đứa trẻ Việt Nam ấy, nó rất tự hào là dân Việt Nam đánh được bọn Mỹ. Các bạn hiểu không? Rồi bây giờ chúng nó cứ suốt ngày chúng nó dương cái cờ ba que nên chúng nó bảo là đây là cờ của Việt Nam này kia các thứ. Bây giờ thử hỏi cái đứa nó mới đi học á, hỏi nó mày vẽ cho tao cái cờ Việt Nam xem là nó vẽ cái cờ ba que hay vẽ cờ đỏ sao vàng. Ngu thì nó cũng ngu vừa vừa thế. Chào tất cả các bạn nha. Hay. Ai thì nơi giờ không biết có hay không, nhưng mà nó cái gì nó thật, nó vẫn là thật, đúng không? Nơi giờ sống, mình sống ở bên này mấy chục năm rồi chứ đâu có phải mấy ngày đâu. Nhưng mà cái bọn cộng đồng ấy nó cứ bịp người ta, nó lừa đảo người ta để nó kiếm tiền. Nó gọi là băng đảng cộng đồng á. Mẹ tên sư, có thằng nào dám lên đây cãi không? Sao cứ bảo là cứ ai nói trái lại là cộng sản rồi thì đuổi về nước, đuổi tao đi, tao đi. Tao vạch mặt chúng mày ra, có phải rõ ràng là cái bọn ba que ở bên này á, lừa đảo người ta không? Những cái người mà người ta cầm cờ này kia các thứ á, chỉ là những cái người người ta không hiểu biết thôi. Cái người đấy đáng thương hơn là đáng trách. Nhưng mà những cái thằng chống cộng mà là có quyền, có được mang cái danh là chủ tịch này kia các thứ, chúng mày thử suy nghĩ xem có phải chúng mày bịp người ta không? Hả? Tao nói đấy, kiện tao đi. Tao đang chờ chúng mày kiện lên, chờ mấy năm rồi không thấy đứa nào kiện mà. Có phải rõ ràng chúng mày bịp người ta không? Chúng mày không đuổi được tao về á thì rõ ràng là chúng mày là cái lũ bịp bợm rồi gì nữa, lừa đảo rồi gì nữa, cãi cái gì nữa. Gọi cảnh sát đi. Nước người ta chứ không phải nước của bạn. Của lũ ba que sọ lá đó là quyền. Hiểu chứ? Có ba que vào đây à? Giang Phạm lại hỏi câu nhảm, có tiền sống đâu trả được. À. Giang Phạm không ưa sao sống nước tự do của người ta. Thế tại sao người ta cho tao vào đây? Tao đâu có xin tị nạn vào đây đâu. À, đâu có ai hỏi tao là mày có phải tị nạn cộng sản không? Mày có phải tị nạn kinh tế không? Đâu có ai hỏi tao đâu.
Giang Phạm. Thế sao mày không hỏi cái gì những cái ca sĩ ở Mỹ rồi những cái ca sĩ nổi tiếng ấy sao về Việt Nam làm gì vậy? Đó. Suốt ngày cái câu này nhai đi nhai lại nhai tái nhai hồi nhai không nhả được ra. Nhả ra đi. Thế bây giờ mày trả lời tao tại sao những cái thôi không không nói mày tao nữa. Anh trả lời em cả một phát đi. Tại sao mấy cái người ca sĩ Việt Nam Việt Nam á ở bên Mỹ á sao người ta về hết hết Việt Nam làm gì vậy hả? Nói rung giọng không lại bảo em ngỏng. Em người miền Bắc em nói ngọng cho nên em phải nói đúng giọng của anh cho nó đúng. Nó không thì lại bảo em bị ngọng, em nói ngọng, dân miền Bắc không có học nói ngọng. Mày ngu như chó người ta sống. Đâu có phải cứ rời Việt Nam có nghĩa là ghét cộng sản, rời Việt Nam có nghĩa là ghét cái chế độ đó cho nên đi đâu. Hả? À? Bao nhiêu người Úc ấy, bao nhiêu người Mỹ, bao nhiêu người Canada này kia các thứ cũng đi sang nước nọ, nhảy sang nước nọ, nhảy sang nước kia. Đúng không? Có nghĩa là người ta ghét cái đất nước của người ta. Sao chúng mày ngu lâu rốt bền thế? Hả? Ca sĩ hải ngoại về để bưng.